Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ tháo và quay toàn bộ nội thất của hai chiếc âm ly Denon đến từ Nhật Bản, đó là dòng model PMA 2035 mã và PMA 2045 mã. Đây là hai chiếc âm ly mới về tại cửa hàng của chúng em. Bởi vậy thì ở video clip này thì em sẽ tháo và quay toàn bộ nội thất của nó ở phía bên trong để các bác có thể quan sát được cụ thể về tình trạng của nó ở phía bên trong, cũng như là các bác có thể so sánh nội thất của dòng 35 mã và dòng 45 mã xem nó có những cái điểm gì giống và khác nhau hay không, để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích. Các bác thấy thì ở phía bên tay trái đây là chiếc âm ly Denon PMA 2035 mã, còn ở phía bên tay phải đó là dòng 2045 mã. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về chiếc âm ly Denon 2035 mã trước. Các bác thấy về cách thiết kế của những dòng model này thì các bác thấy rất là rõ, đây là những dòng âm ly đời cao, nó sử dụng mặt màu vàng chanh rồi. Đối với dòng 2035 mã thì các bác thấy trước tiên thì đây là cái nút power, nút nguồn, cổng phone, rồi là chế độ chỉnh bass, chép, ba lăng, rồi là DJ, volume, chỉnh âm lượng to nhỏ, Z out selector và input selector. Tổng thể ở mặt trước của nó thì các bác thấy nó được thiết kế rất là đơn giản thôi. Tổng thể là 2, 4, 6, 8 nút thôi. Nó có 8 nút thôi. Đấy, cả cổng phone này nữa là 9. Đấy. Đó là tổng thể về mặt trước. Còn đây là nội thất của nó ở phía bên trong. Đối với nội thất của những dòng âm ly đời cao thì các bác thấy thì nó sẽ sử dụng đến 2 cái tăng phô nguồn. Và đây là 2 cái tăng phô nguồn của dòng 2035 mã. Các bác thấy rất là rõ. Tương đương mỗi một tăng phô sẽ phụ trách cho một vế. Và ở phía sau thì các bác thấy nó sử dụng 2 con tụ lọc âm. Mỗi một con tụ thì lên tới là 71V và 12.000 UF. Các bác thấy rất là rõ. Đối với dòng 35 mã thì các bác thấy đi tụ của nó được bọc bằng màu nhôm như thế này, tức là màu trắng bạc như thế này. Đấy. Và thân thì các bác thấy được bố trí thân màu đen. Và hai bên thì các bác nhìn thấy đây là hai bên hệ thống thanh tản nhiệt. Bên này thì các bác thấy nó sử dụng 2 sò và bên này thì nó sử dụng 2 sò. Mỗi một bên thì nó sử dụng 2 sò MOSFET. Và đây là những dòng âm ly đều sử dụng công nghệ Ultra và sử dụng sò MOSFET. Đối với chiếc âm ly Denon 2035 mã này thì được ra đời năm 2000 và nó có trọng lượng lên tới là 22 kg. Nó có chiều ngang là 43,4 cm và chiều cao của nó là 18 cm và chiều sâu của nó là 47,8 cm. Đó là về tổng thể mặt trước cũng như về nội thất của nó ở phía bên trong. Còn đối với dòng 2045 mã thì các bác thấy ở mặt trước thì nó giống với dòng 35 mã thôi, nó đều sử dụng mặt màu vàng chanh. Và cái điểm khác biệt thì các bác thấy rất là rõ. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái nút power, nút nguồn. Đối với dòng 2045 mã thì nó không còn cái nút vuông như dòng 35 mã nữa, mà nó sử dụng sang dòng nút tròn rồi, bắt đầu có sự cải tiến khác về cái phần nút nguồn. Các bác thấy trên những dòng âm ly đời cao, những dòng 2000AE, 2000SE hay là 2000RE, các bác thấy hay là những dòng Denon S10, 25 mã, 35 mã rồi là Limited thì các bác thấy thì nó đều được sử dụng những cái nút nguồn được bố trí tròn như thế này. Và dòng 45 mã này thì được trang bị nút nguồn tròn rồi. Đấy. Ở phía trên đây là cái bóng báo, khi chúng ta bật nguồn lên thì nó sẽ báo nhé. Còn ở phía dưới thì các bác thấy thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Cổng phone, chế độ chỉnh bass, chép, ba lăng, DJ đấy, và volume chỉnh âm lượng to nhỏ, Z out selector và input selector. Ở mặt trước thì các bác thấy thì nó chỉ có cái điểm khác biệt như thế này thôi. Và nó đều có cái kích thước giống nhau, đều có chiều ngang là 43,4 cm. Đấy. Và chiều cao là 18 cm và chiều sâu của nó là 47,8 cm. Và đối với chiếc âm ly Denon 2045 mã này thì nó có trọng lượng cao hơn, nặng hơn. Đấy. So với dòng 35 mã. Về kích thước thì nó giống nhau các bác nhá, đều như nhau. Ngang, rồi là sâu, rồi là chiều cao đều như nhau. Cái cân nặng của dòng 2035 mã thì có cân nặng lên tới là 22 kg. Còn đối với dòng 2045 mã này thì có cân nặng lên tới là 23,5 kg, tức là nó hơn 1,5 kg. Về cái nội thất của nó thì các bác thấy thì nó được thiết kế giống nhau thôi. Cũng đều sử dụng hai cái tăng phô nguồn. Mỗi một tăng phô phụ trách cho một vế và trên tăng phô các bác thấy đều có chữ Denon Super Audio. Và nó sử dụng hai con tụ lọc, cũng đều 71V và 12.000 UF. Tuy nhiên thì các bác thấy dòng này thì tụ của nó thì được bọc đen vào nhiều hơn. Đấy, chỉ lộ một chút phần đi tụ màu trắng này thôi. Đấy.
Còn hàng kia thì các bác thấy nó được bọc đít trắng kín hết luôn. Đấy, dòng này thì các bác thấy nó như thế này. Các bác thấy rất là cụ thể về cái tụ lọc âm rồi. Và hai bên thì các bác thấy thì nó cũng đều sử dụng là 4 sò một phép. Mỗi một bên thì nó sử dụng 2 sò một phép. Các bác thấy rất là rõ. Sò của nó được bố trí ở dưới khe này này. Đấy. Các bác nhìn thực tế thì sẽ rõ hơn. Nhìn qua máy quay nó sẽ hơi khó cho nên thì em nói để các bác có thể nắm được thôi. Còn ở phía bên sườn các bác thấy những linh kiện điện tử này, những con tụ này. Đây là những dòng âm ly đời cao cho nên thì các bác thấy nó được sử dụng những con tụ rất là cao cấp. Các bác thấy những dòng âm ly đời cao thì nó thường, hay là những dòng đầu CD thì thường được thiết kế những con tụ màu nâu như thế này, hay là những con trỏ như thế này. Đấy, các bác thấy trên những dòng đầu CD cũng như âm ly đời cao các bác thấy nó đường thường được thiết kế như thế này. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó được sử dụng phên màu xanh nước biển. Đấy. Các bác thấy rất là rõ. Tụ lọc âm thì tương đương nhau và tăng phô nguồn thì các bác thấy cũng đều sử dụng tăng phô kép rồi. Đấy. Sò MOSFET giống nhau. Và một cái đặc điểm nữa thì các bác thấy thì đối với hai chiếc âm ly này thì nó đều có công suất tiêu thụ điện là 275W và nó có công suất thổi ra loa là 80W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm và 160W đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm. Như vậy thì các bác thấy về cái công suất của hai chiếc âm ly này thì nó giống nhau. Công suất tiêu thụ điện cũng như là công suất thổi ra loa thì nó đều giống nhau. Nó khác một chút về cái trọng lượng thôi, các bác thấy rất là rõ rồi. Còn nắp vỏ của nó thì các bác thấy đây, nó cũng được thiết kế giống nhau. Ở phía trên nóc thì nó sử dụng 6 con ốc vít và ở phía bên sườn thì các bác thấy mỗi bên thì nó sử dụng 4 ốc nữa. Đấy, các bác thấy bên kia cũng vậy, ba la mã cũng như vậy nhá. Còn ở phía sau thì nó cũng có một cái số điểm khác thôi. Và nó đều sử dụng đánh hai cầu AB và A cộng B. Đối với cái dòng 2045 mã thì các bác thấy ở phía sau của nó thì nó sẽ có hai đường cọc như thế này. Đấy. Một là dây out, hai là power amp reject, tức là chiếc âm ly 2045 mã này nó cho chúng ta vừa có thể làm power và vừa có thể làm dây. Đấy, các bác thấy thì nó sẽ khác so với dòng 3 la mã. Với dòng 3 la mã thì nó chỉ cho tính năng dây out thôi, tức là cổng làm dây thôi, không có làm power. Đấy, đối với dòng 4 la mã thì nó lại trang bị cho chúng ta cổng power amp reject này. Đây, các bác thấy đây. 2045 mã thì nó chỉ có mỗi cổng dây out như thế này thôi. Đấy. Như vậy thì các bác thấy tổng thể phía sau thì nó có cái điểm khác biệt như vậy thôi. Còn tất cả về cái trở kháng của nó thì đều có trở kháng từ 4 đến 16 ohm mà khi chúng ta đánh hai cầu thì sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì chủ yếu em Tháo để quay toàn bộ nội thất của hai chiếc âm ly Denon 2045 mã và 2045 mã để các bác có thể quan sát cụ thể về tình trạng của nó ở phía bên trong, vì đây là hai chiếc âm ly mới về tại cửa hàng của chúng em. Và tiện thể thì em cũng nói ra một số điểm giống và điểm khác nhau giữa hai dòng âm ly Denon 2045 mã và 2045 mã này để các bác có thể tham khảo. Và một cái điểm nữa thì các bác thấy đối với khung xương của dòng 2045 mã thì nó được bố trí khung xương màu xám như thế này. Đấy, các bác thấy rất rõ nhá. Còn đối với dòng 2045 mã thì các bác thấy nó lại được trang bị màu đen rồi, tức là nó được phủ một cái lớp sơn đen lên đấy, ở khung xương. Đó là một số điểm khác biệt như vậy thôi. Còn trên tăng phô nguồn thì nó đều được bố trí một cái miếng ở phía dưới và các bác thấy đều được bố trí mạ đồng và đều được mỗi một tăng phô nguồn được vít bằng 4 con ốc rất là chắc chắn. Và dòng 4 la mã này cũng như vậy này. Và đây là những dòng âm ly mà các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa của châu Âu, những dòng loa của Đức này, những dòng loa của Pháp này, rồi là những dòng loa của Mỹ này, các bác đánh rất là hay. Chất âm của dòng này thì bao giờ nó đem đến tiếng của nó rất là tơi sáng, âm thanh của nó rất là trong trẻo. Vì đây là những dòng âm ly đời cao được các kỹ sư của hãng Denon cải tiến rất nhiều cho nên vì phần chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Và hiện nay những dòng âm ly của Denon sử dụng mặt màu vàng chanh này, rồi là những phiên bản màu đen ấy. Thì bên cửa hàng của chúng em còn rất là nhiều, từ những dòng 780D, 880D, 890D, 980, 940V, rồi là 890DG, từ 1500R này, 2025 mã, 2035 mã, 2045 mã, rồi là 2000AE, 2000SE, bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Và cuối cùng thì giá cho hai chiếc âm ly này thì đối với dòng 2035 mã này thì có mức giá là dưới 20. Còn đối với dòng 2045 mã này thì có mức giá nhỉnh hơn 20 một chút. Các bác thấy với tình trạng của nó thì miễn chê, đẹp mỹ mãn luôn. Đấy.
Đây là những sản phẩm bên cửa hàng của chúng em Tuyền, thì các bác cứ yên tâm. Và dòng này thì các bác thấy nó có một cái ưu điểm nữa, đây là những dòng đời cao, cho nên thì các bác sử dụng thì các bác cứ yên tâm, dòng này thì nó rất là bền. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.